Kính thưa các quý bác sĩ, để tiếp theo chương trình, ban tổ chức sẽ đọc các câu hỏi đã được gửi về trong tuần qua. Câu hỏi đầu tiên. Thưa thầy, cho em hỏi, làm sao phân biệt được viêm túi phình với dấu dọa vỡ phình mạch? Em cảm ơn. Tôi xin trả lời câu hỏi vừa rồi. Thì làm thế nào để mà phân biệt một cái viêm túi thừa, viêm túi phình với một cái dọa vỡ? Thì thực ra ví dụ viêm túi phình là được xếp vào trong tiêu chí là dọa vỡ của túi phình động mạch chủ. Thì nếu các bạn xem lại cái bài thì các bạn sẽ thấy rất nhiều cái tiêu chí để chẩn đoán một cái túi phình để dọa vỡ. Một là kích thước nó lớn, thứ hai là tốc độ nó phát triển nhanh, rồi cái giới hạn bên ngoài nó không rõ, rồi không đều cái túi phình hình túi, rồi cái dấu hiệu tiếp theo là có biểu hiện viêm quanh túi phình. Đây đây là một cái dấu hiệu nó thuộc về dấu hiệu dọa vỡ. Và thứ hai, các cái dấu hiệu khác của dọa vỡ nữa là nó xuất hiện những cái huyệt khối mới là thông thường giữa trong lòng mạch với cái trong cái phần huyệt khối, là phần huyệt khối nó không đồng nhất và có biểu hiện loét xơ vữa, loét của màng xơ vữa xuyên cái thành của cái túi phình và mất liên tục một phần hoặc mà lồi ra bên ngoài của cái màng xơ vữa này. Như vậy thì trở lại cái vấn đề là phân biệt, thì thực ra câu hỏi này về mặt lâm sàng thì không 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 nhất thiết là phải đặt ra làm, nhưng về mặt khoa học thì cần đặt ra thì là giữa là dấu hiệu viêm quanh túi phình và những cái dấu hiệu dọa vỡ. Thì dấu hiệu viêm quanh túi phình thì nó đầu tiên nó phải những cái biểu hiện lâm sàng và những cái biểu hiện cận lâm sàng. Tôi nhắc lại là về cái phần chẩn đoán hình ảnh của chúng ta không bao giờ bỏ qua lâm sàng, chính lâm sàng và các dấu hiệu cận lâm sàng khác sẽ hướng dẫn cho các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, giúp ích rất nhiều thông tin để góp phần vào những cái dấu hiệu hình ảnh đó để chúng ta chẩn đoán bệnh. Như vậy thì trong cái viêm quanh túi phình thì ngoài những cái dấu hiệu lâm sàng, cận lâm sàng nó phù hợp của một tình trạng viêm, bệnh nhân đau, có những cái phản ứng, có những cái xét nghiệm đặc thù của viêm, thì trên hình ảnh siêu âm chúng ta sẽ thấy cái vùng mô mỡ, nếu mà viêm cấp tính, cái vùng mỡ bao quanh cả túi thừa nó có biểu hiện thâm nhiễm mỡ. Trên hình ảnh siêu âm thì nó sẽ là biểu hiện tăng tăng hồi âm. Nếu như trong nam thì từ nó gọi là echo dày, tăng hồi âm của cái mô mỡ xung quanh cái túi túi thừa, xin hắn túi phình, và xuất hiện cái dịch xuất tiết xung quanh cái phần viêm này. Trong đó là trong trường hợp một cái viêm cấp. Bây giờ nếu trường hợp một cái viêm màng, có thể có gặp trong những bệnh cảnh viêm màng nữa, viêm tổn thương màng tĩnh nữa, thì một trong cái viêm quanh túi phình màng tĩnh thì nó giai đoạn đầu thì nó thâm nhiễm viêm, sau đó nó sẽ tiến trình sơ hóa của các cái thành phần sau phúc mạc. Thì mọi người được biết rồi, động mạch chủ thì nó nằm sau phúc mạc, khi nó viêm lâu ngày thì sơ hóa, và khi sơ hóa như thế nó sẽ làm sơ hóa cái khoáng sau phúc mạc, và cái sơ hóa cái khoáng sau phúc mạc nó để lại cái hậu quả là nó sẽ làm tắc cái niệu quản. Tắc niệu quản trên đường đi của niệu quản ở vị trí nào đó, nó bị sơ hóa khoáng sau phúc mạc là làm tắc hẹp tắc niệu quản, và như thế thì bệnh nhân sẽ có thêm cái dấu hiệu là dạng cái hệ thống đại bệ thận này do nó hẹp tắc cái niệu quản. Đấy là cái ngoại về cái dấu hiệu chẩn đoán cái viêm quanh túi phình. Còn ngoại về chẩn đoán cái viêm có những dấu hiệu dọa vỡ thì hồi nãy tôi đã liệt kê tất cả những cái biểu hiện của dấu hiệu dọa vỡ rồi. Câu trả lời hết. Cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Phước Bảo Quân. Xin đọc câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, cho em hỏi cách đo lưu lượng động mạch thận ạ. Em xin cảm ơn thầy. Cách đo lưu lượng bệnh mạch thận thì chúng ta theo cái công thức thôi, Q là lưu lượng và nó sẽ bằng cái vận tốc trung bình theo thời gian, V trung bình theo thời gian, tức là VAT đó, là trên thời gian, nhân cho đường kính tiết diện của cái, xin lỗi, nhân cho tiết diện của cái mạch máu. Là tất cả các cái mạch máu trong cơ thể chúng ta đều áp dụng công thức này. Như thế thì trong động mạch thận chúng ta sẽ đo cái đường kính của cái động mạch thận, đó cái lòng nhé, cái bán kính đó, và cái đường kính trong lòng của cái động mạch thận,
Rồi khi chúng ta lấy cái bộ đắp lớn thì chúng ta dùng cái trong máy nó sẽ mặc định chúng ta được có cái chương trình vẽ của cái phổ tự động. Cái này vẽ phổ tự động chứ không thể là vẽ bằng tay, tại vì nó tính giá trị trung bình vận tốc trên một cái chuỗi chuyển tim. Như vậy thì máy sẽ tính cho mình từ cái phổ mà chúng ta thu nhận được từ cái đắp lớn động mạch thận, đắp lớn xung động mạch thận, thì chúng ta áp dụng công thức mà kỹ vận tốc trung bình và nhân cho kỹ diện tích kỹ động mạch thận. Thì diện tích ở đây chúng ta lấy cái bán kính thế tính công thức của một kỹ cho rằng động mạch thận là hình chu vi đi, hình tròn đi, thì đó là bình phương bán kính nhân pi. Thì một số máy thì nếu không có thì chúng ta tính bằng tay, còn nếu một số máy thì họ đã tính sẵn, tính làm trên phần mềm tính sẵn, thì mình chỉ nhập cái thông tin vào cái đường kính thôi, mạch máu thôi. Khi chúng ta đo vào cái được cái phổ đắp lớn xong thì chúng ta nhập thêm cái thông tin của cái đường kính của cái lòng động mạch thận, thì như vậy chúng ta sẽ đo được cái gì thành chúng ta nhận được cái giá trị lưu lượng của động mạch thận. Hết. Dạ, xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo. Dạ thưa thầy, cho em hỏi về quy trình siêu âm thận ghép là như thế nào? Em xin cảm ơn. Quy trình siêu âm của thận ghép thì cái bài này thì nó nằm ở cái khuôn khổ của cái bài chúng ta bài vừa rồi, nhưng mà thôi qua đây tôi cũng xin trình bày luôn và vắn tắt thôi. Thì nếu có dịp trong một cái buổi bài giảng khác thì sẽ nói kỹ về cái động mạch thận ghép. Cái thận ghép đây là một cái lĩnh vực rất là mới mà ngay các bác sĩ và siêu âm đối diện rất là nhiều, vì các cái trung tâm ghép thận bây giờ ở các cái thành phố lớn đều hầu như có thể làm được cái chức năng ghép thận. Cho nên thì bác sĩ siêu âm là một trong những người rất quan trọng trong quyết định cái đánh giá cái kết quả cái thận ghép. Về quy trình thì nó giống như một cái khám siêu âm của mạch ký của thận và động mạch thận, mạch máu thận của bình thường. Thì trong cái quy trình sau đối với cái thận ghép thì chúng ta cần lưu ý cái thời điểm quan trọng nhất là thời điểm ngay sau mổ xong thì chúng ta cần phải khám đánh giá những cái thông tin thu nhận được thông tin ngay sau mổ. Thông tin gì thì lát nữa đi phần tiếp theo tôi sẽ nói. Thì chính cái thời điểm đánh giá khám và thu ghi nhận thông tin ngay sau mổ đấy thì người ta gọi là một cái thông tin cơ bản. Thông tin cơ bản này chúng ta thì căn cứ thông tin cơ bản này để chúng ta sẽ chẩn đoán các cái biến chứng có thể xảy ra, ví dụ như thải ghép sau này. Đấy là cái hình cơ bản. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái phần kỹ thuật để khảo sát kỹ thận ghép. Thứ nhất là về cái máy móc phương tiện, thì phương tiện cũng sử dụng các cái đầu dò cắm với tần số cũng như là tần số bụng. Đặc biệt là vì cái thận ghép nó nằm ở ngay cái vị trí hồ chậu, thông thường là vị trí hồ chậu, cho nên chỉ cách bề mặt da qua khoảng lập cơ thành bụng rất là mạnh, cho nên chúng ta có thể tận dụng thêm cái động do cống confess đó, với tần số cao hơn 5, 7.5 nếu có thể được, và thậm chí chúng ta chỉnh động do lên 7.5 đến 10, chúng ta có thảo sát chi cả cái độ lý giải cao của các cái thành cấu phần của cái nhu mô thận. Đó là về kỹ thuật. Cà phê chúng ta đi vào khảnh về cái đánh giá. Thì đánh giá thứ nhất là đánh giá hình thái, thứ hai là đánh giá về huyệt động. Hình thái thì chúng ta sẽ đánh giá trên hai cái mặt cắt, hai cái hướng cắt cơ bản, hướng cắt ngang và hướng cắt vành. Thường thường gọi là vành vì cái mặt và cái thận chúng ta khi ghép vào nó nằm hơi chết, cũng phải nằm cái trục cái ruộng của cái thận hơi nằm về sau và rất hướng về vào trong và ra sau, nhưng mà nó hơi có thể chúng ta sử dụng cái mặt cắt vành có thể hơi chết thì chúng ta sẽ nhận được mặt cắt vành quá thận chứ cắt quá cơ thể. Mọi người lưu ý nhé. Thì đầu hai cái hướng cắt cơ bản như thế, và trên hai hướng cắt như thế chúng ta phải quét đầy đủ từ những cắt ngang, thì chúng ta phải cắt từ đỉnh từ cái
phần cực trên cho đến cực dưới. Nếu chúng ta cắt vành, chúng ta phải cắt từ mặt trước đó là mặt sau của cái thần ghép. Và trên mặt cắt, trên hình quẹt thì chúng ta sẽ đánh giá từng từng các thành phần một của cái ghép, tức là đi nhu mô, rồi phần xoang thần. Trong nhu mô chúng ta là đánh giá cái phần tủy, phần vỏ, để đo kích thước phần tủy, phần vỏ. Và trong xoang thần chúng ta đánh giá các cái thành phần của cái xoang thần, mở, tình trạng độ hồi ấm của mở, độ hồi ấm của các cái mạch máu trong trong quang thần. Về nhu mô chúng ta chú ý thì khi đánh giá cái nhu mô thì phần thủy, phần tủy và phần vỏ chúng ta phải phân biệt tương đối khá rõ phần tủy và phần vỏ, đánh giá cái độ hồi ấm của phần tủy, đánh giá độ hồi ấm của phần vỏ và đo kích thước từng phần một. Đó là về hình thái. Và trong hình thái này chúng ta còn đánh giá luôn cả cái hình thái của cái động mạch thần nữa, ngay từ cái vị trí ghép của động pha động mạch chầu để đi vào cái cạch nhẫn trong trong thần. Về huyệt động, huyệt động thì chủ yếu chúng ta đánh giá cái động mạch thần và tĩnh mạch thần. Thì động mạch thần thì chúng ta cũng vậy, cũng có hai cách, từ vị trí nối từ do động mạch chầu cho đến thân của động mạch thận, cho đến cả cái nhánh bên trong thận, cũng như cả phân nhánh giáng thùy, cũng như nhánh thùy, bên giáng thùy. Về tĩnh mạch thận chúng ta cũng như vậy, cũng biết ngược lại cả cái tĩnh mạch hợp lưu nhỏ từ trong thận cho đến tĩnh mạch thận, và đến khi đổ vào cái tĩnh mạch chậu. Thì khi thay động mạch của tĩnh mạch chúng ta cài đặt cái thông số Doppler nó phù hợp. Về động mạch thì nó giống như là khảo sát kỹ thông số Doppler, giống như là chúng ta khảo sát động mạch thần thường quy. Và đối với tĩnh mạch thần thì chúng ta khảo cài đặt kỹ thông số Doppler nó phù hợp để khảo sát những chạy chậm về thương tác tĩnh mạch thần nó chậm. Ngoài ra trong bài đó là bây giờ chúng ta được cái phần hệ thống góp. Trong cái phần hình thái tôi gọi là cái hệ thống góp, ngoài cái hệ thống góp thì chúng ta đánh giá nhiều quả nhiều quả tốt, đánh giá nhiều quả khi mà cái phần bàng quang tương đối có dịch nước tiểu, và như thế là cái nhiều quả tương đối căng ra, chúng ta sẽ thấy đánh giá được cái nhiều quả từ cái vị trí hợp hình thành từ bệ tận cho đến đường đi của nó, cho đến đổ vào cái chỗ nối, chỗ cắm vào cái bàng quang. Như vậy thì đó là phần toàn bộ hình thái và của hình thái của thần, cũng như hệ thống nhu mô thần với hệ thống góp, đánh giá việc phần của động mạch thần và tĩnh mạch thần. Trong cái phần Doppler thì chúng ta cần thêm bổ sung đến nữa, đánh giá về Doppler máu cho phép định tĩnh, hoặc đánh giá về Doppler xung cho phép định lượng các cái giá trị vận tốc, tâm thu, tâm trương, cũng như các cái giá trị bảng định lượng, chỉ số RI, chỉ số PI, cũng như các cái chỉ số gia tốc, thời gian gia tốc, chỉ số gia tốc, giống như khảo sát các cái phần bên trong động mạch thận thường quy. Đó là cái quy trình của khám thần ghép. Và tất cả những cái thông tin này chúng ta so sánh, từ thời điểm chúng ta khám, so sánh với cái thông tin của cái hình ảnh, của cái thông tin cơ bản. Như cái phần tôi bắt đầu tôi có nói, tức là thông tin cơ bản, tức là những cái thông tin, những cái thông số chúng ta thu nhận được khi vừa mổ xong, vừa ghép xong. Trong cái quy trình này thì mọi người lưu ý, thì vì bệnh nhân ghép thận là cái đối tượng mà sử dụng các cái ức chế miễn dịch, cho nên cái phần tuyệt đối vô cùng đối với và trong mỗi lần thăm khám là một cái điều kiện tiên quyết khi khám thận ghép. Cho nên khi chúng ta được chỉ định thận ghép thì chúng ta nên có một cái bộ thiết bộ dụng cụ đi kèm, một cái bộ dụng cụ tiệt khuẩn, tức là vô khuẩn, thì gồm có cái phần bọc đầu do thì vô khuẩn và cái phần trải bên trên cái bề mặt thận. Thông thường thì ở các nước họ có, hoặc ở chỗ bệnh viện tôi làm trước đây thì người ta có một cái hệ thống, một cái gói gọi gọi là gói trang thiết bị dùng cho khám thận, thì trong đó có một cái băng dán rất là quan trọng. Cái băng dán này tiệt khuẩn, nằm trong tiệt khuẩn hoàn toàn, và cái băng dán là bằng cái vật liệu xuyên âm rất là dễ, và khi khám người ta chỉ cần phủ lên trên cái vị trí vết mổ ngay sau mổ, và phủ lên cái vị trí thận,
thì chúng ta dùng với đồ do, có thể chúng ta đồ do dùng cái chén vô khuẩn, hoặc là chúng ta có thể dùng cồn và chúng ta sẽ chấm cồn bên trên cái bề mặt đồ do chúng ta có thể khảo sát, hoặc là chúng ta dùng cái gel, cái gel hoặc vaseline vô khuẩn có thể để tạo một cái tiếp xúc tốt, một cái môi trường tiếp xúc tốt cái đồ do với cái thần ghép. Tôi nhắc lại, trong cái thần ghép là cái đồ mà rất là tinh tế, rất là tệ nhị, trong cái phòng tránh cái bụi nhiễm cho bệnh nhân, người bệnh. Thì mà khi khám thần ghép thì gọi cái truyền tiến tiếp đó là quá tuyệt cho cái người bệnh, cho cái thần ghép. Mà câu trả lời là hết. Xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo, thưa thầy, cho em hỏi tiêu chuẩn chẩn đoán loại trừ thải ghép trong ghép thận ạ. Em cảm ơn. Tiêu chuẩn để chẩn đoán thải ghép thì đơn nhất là có, tôi đã thì nhắc lại, có lâm sàng và cần lâm sàng. Trên hình ảnh nào, không bao giờ chúng ta quyết định ngay là hình ảnh siêu âm được, người ta nói cái này là này, chúng ta phải phối hợp nhiều cái thông tin để chẩn đoán trường hợp này là một cái thận ghép, thải ghép thận. Thì trong cái thải ghép thận chúng ta nhắc lại, chúng ta thấy thứ nhất là nó có các cái loại thải ghép sau đây: thải ghép tối cấp và thải ghép cấp. Thải ghép tối cấp là cái thải ghép ngay trên băng mổ, khi vừa mổ xong thì chúng ta thấy ngay là cái hiện tượng phản ứng kháng nguyên kháng thể, là cái đào thải thận ấy, thì cái hình ảnh dấu hiệu thải tối cấp này hầu như là không còn nữa, vì cái giai đoạn chuẩn bị các cái kháng nguyên tương hợp giữa cái người nhận và người cho đã chuẩn bị tốt rồi. Cho nên càng ngày chúng ta càng sẽ không còn bắt gặp những cái thải ghép tối cấp nữa, mà chúng ta phần lớn gọi thải ghép cấp. Thì thải ghép cấp này là có hai cái cấp: một là thải ghép mô cấp tế bào, là do cái phản ứng viêm nội hiện diện bên trong những cái thận, và thải ghép cấp mô cấp mạch máu, là do những cái phức hợp kháng nguyên kháng thể nó làm tắc tắc lại cả cái mao mạch cầu thận cũng như các cái tiểu động mạch tĩnh mạch. Và thường thường cái loại sau là tiên lượng nhiều hơn so với loại trước. Lâm sàng thì nhớ về cái tiêu chuẩn về lâm sàng thì nhất bệnh nhân phải có những cái biểu hiện toàn thân, sốt, đau, vùng ghét, tăng huyết áp và những cái biểu hiện tại là của cái suy thận. Dĩ nhiên bệnh nhân trước khi thải ghép thì người ta đã chuẩn bị trước là bệnh nhân không còn cái giai đoạn suy thận nữa, bằng cách cả cái phương tiện hỗ trợ của thận giống như thận nhân tạo thì sau khi người ta chuẩn bị tốt rồi thì bệnh nhân sẽ không có biểu hiện gì suy thận nữa cả. Sau đó chúng ta đi vào ghép. Như vậy khi mà bệnh nhân trong quá trình sau ghép mà chúng ta thấy những cái biểu hiện trở lại của cái suy thận thì nó là cảnh báo cho tình trạng một cái thải ghép. Đó là về lâm sàng, và cần lâm sàng chúng ta sẽ thấy các cái biểu hiện, những cái dấu hiệu cần lâm sàng nó phù hợp cái tình trạng suy thận. Với cái phần thứ hai là cái phần hình ảnh học, hay là phần siêu âm. Trong cái phần siêu âm thì chúng ta sẽ thấy cái thần lúc này, cái thần mà thần mà chúng ta đang khám đó, so với cái hình ảnh thần cơ bản, những thông tin các bạn lúc này tôi có nói là ngay sau và một thì chúng ta ghi nhận được cái thông tin cơ bản về hình thái, về huyệt động của thần. Thì lúc này chúng ta thời điểm chúng ta khám nghi ngờ thần ghép thì kích thước của cái thần lúc này nó tăng hơn 30% so với cái giai đoạn cơ bản. 30% là một cái điểm cắt mà người ta dùng để các phần lớn các cái hiệp hội thừa nhận rằng là để cái điểm cắt để có ý nghĩa rằng là một cái thần tình trạng phù nề ngay sau do cái tình trạng thải ghép. Và cái tăng 30% này do tình trạng phù nề như thế, chúng ta sẽ thấy kích thước nó tăng lớn và cái thần nó trở nên tròn ra, chứ không phải là hình dạng hình quả đầu như chúng ta thường ngày chúng ta thấy hình ảnh của cái thần bình thường. Lúc này cái thần nó trở nên nó phình tròn ra nhiều hơn và cái biểu hiện nó dày lên cả cái nhu mô thận, cho nó phù nề mà phù nề, cho nên cái phần nhu mô thận nó dày ra, và khi nó dày ra chúng ta sẽ thấy phần tủy cục thận cục trắng cũng dày lên và vỏ thận cũng tăng dày lên, trong đó cái phần vỏ thận trở nên rất là tăng âm và cái phần tủy thận trở nên rất kém hồi âm, tức là giảm âm, đưa đến một cái hình ảnh là sự tương phản giữa hồi âm của vỏ và tủy rất là khác biệt. Những tôi gọi lên ảnh là phân khác biệt vỏ và tủy rất là cách biệt rất là nhiều, và đặc biệt chúng ta dùng các cái đồ do tần số cao
Tức là đôi giò lên lý là tại vì cái thần ghét anh ấy hồ châu, chúng ta sử dụng đôi giò lên để thấy trong nhu mô thần cả ưng vọ và con tùy chúng ta thấy xuất hiện những cái ổ âm hỗn hợp thường thường là giảm âm nhiều và do có lý giải là do những cái ổ xuất huyết bên trong do thương tổn là gây ổ xuất huyết hiện diện bên trong cái phần nhu mô thần. Đó là về hình thái. Về huyết động thì chúng ta sẽ thấy cái chỉ số RI của động mạch thần, người ta đo ở cả cái giang thùy động mạch thùy thì chúng ta thấy rằng cái chỉ số RI của động mạch thần lúc này nó rất là cao, cho đến từ 0,9 trở lên, hoặc là về PI thì nó trên 1,8 trở lên. Thì hai cái tiêu chí RI trên 0,9, PI trên 1,8 thì cho phép một cái chẩn đoán thải ghép với cái độ nhạy độ đặc hiệu rất cao. Tuy nhiên những cái phần PI RI tăng này chúng ta phải cân dạng biệt với trong các cái tình huống như tắc tĩnh mạch thần cũng làm RI tăng PI tăng, nhưng này cái RI tăng PI tăng trong tắc tĩnh mạch thần không cao bằng không lớn vượt quá 0,9 hay là PI vượt quá 1,8, và trong cái tắc ống thần cấp cũng gây ra tình trạng tăng chỉ số RI của động mạch thần. Nhưng mà cái chỉ số RI trong trường hợp tắc ống thần cấp và tắc tĩnh mạch thần thì nó cũng ít khi vượt quá cái giá trị RI trên 0,9 hoặc là PI trên 1,8. Vậy thì tất cả những cái biểu hiện thông tin đó vừa việc động vừa hình thái cho phép chúng ta cũng như kết hợp với lâm sàng cận lâm sàng chúng ta có thể chẩn đoán được khí thải ghép. Và một trong những cái giá trị của chẩn đoán của siêu âm nữa là người ta có thể dùng siêu âm để định vị dẫn đường huyết. Và cái bằng chứng cuối cùng là bằng chứng mô học là chúng ta lấy được sinh thiết dưới hướng dẫn dẫn đường của siêu âm, sinh thiết về mẫu mô chúng ta sẽ khảo sát dưới mẫu mô để biết được cái này là thải ghép loại gì để chúng ta có cái hướng xử trí cho bệnh nhân. Câu trả lời là hết. Xin cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo. Dạ thầy cho em hỏi mặt cắt nào tối ưu để đo Doppler xung động mạch thận? Ở mặt cắt bụng cao, bệnh nhân nằm ngửa, thấy sai số có vẻ nhiều hơn mặt cắt vành. Em cảm ơn ạ. Đúng, cái câu nhận xét của bạn thì rất là đúng. Và cái phân trong cái phần bài giảng tôi có trình bày là nếu mặt cắt phía trước bụng thì mặt cắt này rất hữu ích trong đánh giá hình thái, vì lúc đó cái mặt phẳng siêu âm là vuông góc với cái thành của cái động mạch, cho nên nó rất là hữu ích trong đánh giá hình thái, nhưng mà lại là bất cập bất tiện trong đánh giá Doppler thì phải cái góc xuyên âm, đặc biệt là Doppler xung thì cái góc alpha phải nhỏ hơn dưới 60 độ, càng nhỏ gần 0 độ thì càng tốt, thì cái giá trị cái độ tin cậy nó càng cao, sai số nó càng thấp. Cho nên cái hai giữa câu hỏi vừa rồi thì trả lời cái hướng cắt vành, tức là hướng cắt cho bệnh nhân nằm nghiêng nằm chết và dùng mặt cắt dưới bờ sườn lấy gan làm cửa sổ, chúng ta sẽ thấy mặt cắt vành về trên ảnh điển hình là hình ảnh lột vỏ chuối, chúng ta sẽ được hai động mạch thận đi ra từ hai bên của cái động mạch chủ. Thì trên mặt cắt này thì cái góc Doppler rất là lý tưởng, nó nhỏ gần như là gần bằng không, thậm chí mình có thể chỉnh gần như bằng không độ. Đây là cái mặt cắt rất là lý tưởng để chẩn đoán hẹp động mạch thần với cái độ tin cậy cao. Trả lời hết. Cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy cho em hỏi, siêu âm đánh giá động mạch chủ lên qua động mạch chủ, ba góc động mạch quai, động mạch chủ lên là một thách thức với bác sĩ siêu âm tim mạch khi bệnh nhân béo, cổ to, bệnh phổi mạn tính. Xin thầy cho em biết kinh nghiệm của thầy trong thực hành làm thế nào để quan sát được rõ nhất, cách trả lời đối với trường hợp khó quan sát. Xin cảm ơn thầy. Đúng, những cái bệnh nhân mà khó khảo sát thì nó gồm có cổ phần to, bệnh nhân béo và cái khí thủng phổi. Thì đúng làm hạn chế rất nhiều khi chúng ta khảo sát cái quai động mạch chủ. Thì bằng cách là chúng ta đây trong cái phần hướng dẫn kỹ thuật thì chúng ta tôi có nói là tư thế bệnh nhân nằm chết
bằng cái gối kê dựa kỹ vai phía bên phải, và bệnh nhân nằm hơi chếch phải ra phía trước góc gần như 30 độ, và như thế thì bộc lộ được cái hõm trên ức hoặc là hõm trên đòn. Thì chúng ta cái phần hõm này khi bộc lộ được làm căng cái hõm này như thế thì chúng ta sẽ do chúng ta sẽ tiếp cận được, mặc dù rằng cái phần cổ bệnh nhân phình ra hoặc là bệnh nhân do mập thì chúng ta cũng có thể bộc lộ được cái phần quai động mạch chủ này. Và ngoài ra chúng ta sử dụng cái tần số cái độ do đại quạt, mình hạ thấp cái tần số thấp hơn nữa. Thông thường thì muốn thành rõ chúng ta phải làm 3.5 đến 5. Nên như trường hợp bệnh nhân cái cổ phần cổ mà cổ lớn hoặc là béo phì, chúng ta có thể sử dụng cái độ do thấp hơn 2.5, chúng ta có thể tiếp cận được cái phần quai động mạch chủ, phần động mạch chủ lên và các cái ba mạch mạch máu trên quai động mạch chủ. Trong trường hợp mà cái nhu mô phổi bị che mất toàn bộ thì đúng, chúng ta đó là một cái hạn chế. Trên hơn là chúng ta sẽ ghi nhận là không thể khảo sát được, đề nghị bằng sử dụng các cái phương tiện khác, chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp cộng hưởng từ hoặc là chụp mạch máu. Trả lời hết. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của phó giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo, thưa thầy, ít quang phổi hay đọc quai động mạch chủ vòng cao, nhưng siêu âm tim thấy quai động mạch chủ bình thường. Vậy giải thích vấn đề này thế nào và có cần bổ sung kỹ thuật đánh giá như CT MRI không ạ? Trong trên hình ảnh X quang, đôi khi chúng ta bắt gặp hình ảnh kỹ gọi là dấu hiệu phòng vòng cao của kỹ quai động mạch chủ, thì mọi người biết đặc điểm dấu hiệu này thường thường gặp những người lớn tuổi, cao huyết áp hoặc là béo phì, thì đây là những cái dấu hiệu mà do cái động mạch chủ bị sơ vữa. Khi sơ vữa thì động mạch chủ có thể uốn lượn, nó thay đổi cái hình dạng, thay đổi cái đường đi nó đi, mặc dù nó không thể phình. Mình chưa thấy, tức là mình trên hình dạng siêu âm mà khảo sát tiếp cận được qua động mạch chủ thì chúng ta có thể thấy không thể phình, không thể đủ tiêu chí để chẩn đoán một cái phình qua động mạch chủ. Nhưng mà trên X quang chúng ta thấy vòng cao như thế thì lý giải là do bệnh lý sơ vữa nó làm cho mạch máu uốn lượn. Và như thế thì mình mô tả trên hình ảnh siêu âm, khi chúng ta xác định được cái đường kính, xác định được cái hình dạng mạch máu, xác định được lòng mạch, xác định được các cái số đó mà nằm trong giới hạn bình thường, thì chúng ta có thể không cần thiết phải làm thêm một cái phương tiện gì cả, chụp cắt lớp hay chụp mạch máu hay chụp cộng hưởng từ lên cũng kèm thêm cho bệnh nhân. Bằng siêu âm cụ thể chúng ta có biết rằng đây là một cái trường hợp một cái động mạch chủ bình thường mà do sơ vữa nó uốn lượn như vậy thôi, chứ không phải toàn là do bệnh mà để có thể đề xuất chỉ định các cái phương tiện khác để khảo sát. Và tóm lại thì siêu âm khi chúng ta giải cửa sổ thuận lợi và bộc lộ đầy đủ của cái quai động mạch chủ và các cái thông tin đầy đủ của quai động mạch chủ thì có thể khẳng định rằng là một cái quai động mạch chủ bình thường, thì không cần nhất thiết là phải sử dụng các cái phương tiện khác, mặc dù trên phim X quang đôi khi chúng ta đặt vào vòng, và điều này cũng phù hợp với bệnh nhân sơ vữa thì có thể uốn lượn của cái quai động mạch chủ đó. Xin hết cái phần trả lời. Vâng, cảm ơn câu trả lời của phó giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo, thưa thầy, cho em hỏi, khi khảo sát Doppler các mạch máu trong thận, phải khảo sát hết tất cả các động mạch phân thùy, động mạch giang thùy ở cả phần trên, phần giữa và phần dưới thận, hay chỉ cần khảo sát một động mạch nhìn thấy rõ nhất thôi ạ? Theo khuyến cáo của Liên Hiệp Hội các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh trong siêu âm, cũng như là của Hiệp Hội Siêu Âm Hoa Kỳ, cũng như Hiệp Hội xem tim, thì cái bắt buộc khi khảo sát động mạch thận đầy đủ thì phải khảo sát động mạch thận, động mạch phân nhánh cực trên, cực giữa, cực dưới, động mạch giang thùy trên, giữa và dưới, phải đầy đủ, chứ không thể bỏ sót một thùy nào, một nhánh phân thùy nào của các cái phân nhánh đó.
Thì tôi kinh nghiệm mà tôi có gặp một vài trường hợp là bệnh nhân tăng huyết áp nhưng mà chỉ do hẹp một cái phân nhánh thôi, một cái nhánh thùy trên thôi, còn các cái phân thùy dưới, phân giữa đó là phân thùy sau nó không biểu hiện gì, và thân động mạch thần cũng biểu hiện gì, nhưng bệnh nhân vẫn có biểu hiện tăng huyết áp do hẹp động mạch thần, như là cái phân, tại vì mọi người đều biết đó, thì cái mạch máu đến thần là mạch máu tần, tức là nó không có những cái vòng nối, tức là cái vùng khu vực này thiếu máu cho hẹp thiếu máu thì khu vực đó phải chịu hẹp thiếu máu, chứ khu vực đó không tiếp nhận một cái tuần hoàn bên nào. Cho nên chính vì vậy một khu vực mà thiếu máu thì cái bộ phận cạnh cầu thận của khu vực đó sẽ bị thương tổn, và nó sẽ tạo ra kích hoạt cái hệ thống renin angiotensin, là sẽ làm bệnh nhân tăng huyết áp. Như vậy một khảo sát một cái bệnh nhân cao huyết áp nghi ngờ hẹp động mạch thần, chúng ta phải khám đầy đủ đó, từ các cái phân nhánh, các cái thùy trên, thùy dưới, thùy sau, và các cái giãn thùy, các tổng thể cũng khám rất đầy đủ, không thêm không bỏ sót. Ngoài ra mọi người cần biết nữa là có một cái tỷ lệ không phải ít, là 10 đến 20% là các cái động mạch thần, các cái nhánh thùy đó nó không xuất phát từ động mạch thần chính mà nó có thể xuất phát từ động mạch chủ. Thế vậy nó đi thẳng từ động mạch chủ đến cái phân thùy đó. Như vậy chúng ta phải buộc lòng chúng ta phải khảo sát đầy đủ cả cái mạch máu trên các thùy. Xin hết câu trả lời. Cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo. Thầy, em muốn hỏi là khi đo vận tốc động mạch thận ở góc 60 độ thì ta được BST và tỷ lệ thận chủ đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán hẹp. Nhưng mà khi chuyển sang mặt khác, góc Doppler bằng 0 độ thì vận tốc đo được lại chưa đủ tiêu chuẩn hẹp. Vậy lúc đó mình có kết luận hẹp không ạ? Đấy là trong cái phần sai số Doppler thì tôi có phần trình bày, trong có trình bày là cái sai số do cái Doppler này hiện diện trong cái công thức tĩnh, thì có cái cos của alpha này hiện diện trong công thức tĩnh vận tốc v. Như vậy cái cos alpha càng lớn thì cái giá trị vận tốc nó càng lớn, và như thế này cái là sai số. Như vậy thì người ta khuyến cáo trong các hiệp hội, người ta khuyến cáo là vận tốc khi đo thì cos alpha là tròn dưới 60 độ, càng dưới 60 độ càng càng tốt. Như vậy ngay từ đầu nếu mình chọn 60 độ hoặc là gần gần quanh 60 độ, 58, 55 độ mà chúng ta thấy giá trị là cao, chúng ta chẩn đoán là hẹp. Nhưng vì chúng ta chọn một cái lượng cao khác, bởi vì gấp alpha nó thấp hơn là gần 0 độ, chúng ta sẽ nhận được cái giá trị nó thấp hơn, chúng đủ để tiêu chuẩn để chẩn đoán hẹp động mạch thận. Thì trong trường hợp này chúng ta không nên kết luận hẹp động mạch thận, và chúng ta chẩn đoán là nó bình thường. Như vậy trong việc phần mà hướng dẫn kỹ thuật chúng tôi còn nói là chúng ta nên cắt nhiều cái hướng cắt, và sau cuối cùng hết, sau khi mỗi hướng cắt chúng ta ghi nhận một cái kết quả, và sau khi tổng kết này chúng ta sẽ chọn ra một cái hướng cắt phù hợp nhất với cái đánh giá thấp nhất, và lúc đó chúng ta sẽ ghi nhận cái kết quả về vận tốc động mạch thần hoặc là tỷ số giữa động mạch thần và động mạch chủ trên cái hướng cắt đó, trên cái hướng cắt mà chúng ta xác nhận đó là hợp lý nhất bởi cái alpha nhỏ nhất, thì chúng ta sử dụng cái đó, giữ cái thông tin đó chúng ta để áp dụng trong trá chẩn đoán hẹp hẹp hay không hẹp. Thì chính vì vậy mà trong cả cái nghiên cứu thì người ta đều luận một cái phép mà chẩn đoán đều có cái độ nhạy, độ đặc hiệu, giá trị dự báo dương, giá trị dự báo âm. Tức là mỗi cái phép chẩn đoán đều có những cái dương tính giả và những cái âm tính giả, và những cái tình huống này chính là những cái dương tính giả khi chúng ta chọn cái góc lớn, và chúng ta sai khi chúng ta thay đổi cái góc, chúng ta sẽ nhận lại giá trị thấp hơn dưới ngưỡng hẹp trên 60 độ, hẹp trên 60%. Như vậy thì tóm lại câu hỏi của bạn thì nói rằng không đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán hẹp, mà chúng ta sử dụng kỹ thông tin từ cái mặt cắt mà gần không độ để xác định đây là một cái trường hợp trong bình thường chứ không phải là trường hợp hẹp. Trả lời hết. Cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo. Thưa thầy, phát hiện lòng thật, lòng giả trong phình bóc tách động mạch chủ như thế nào ạ? Em xin cảm ơn. Trong tình huống xảy ra, thứ nhất cái lòng giả nó tắt thì nên nó dễ chẩn đoán, cái nó tắt chính là cái lòng giả, còn cái lòng thật không bao giờ nó tắt cả,
Thứ hai, trong trường hợp cả hai lòng còn thông thương thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái vận tốc của dòng chảy bên trong mỗi lòng để có thể chẩn đoán đó là lòng đó là lòng giả hay lòng thật. Cái lòng thật luôn luôn vận tốc nó cao hơn so với lòng giả, và cái thời gian tâm thu là đến sớm hơn so với lòng giả. Như vậy chúng ta sẽ dựa đến lớp màu, chúng ta sẽ thấy cái phổ màu trên cái lòng thật giả nó nghiêng về cái dòng chảy vận tốc cao hơn so với cái lòng thật, thì chúng ta sẽ nói đó là lòng thật. Còn trên độc lơ sung chúng ta sẽ đo vận tốc, thì cái vận tốc đối với cái lòng thật là cao hơn so với lòng giả. Nên đây có thể chủ cách trả lời chúng ta sẽ ngăn đây là hết là cái phần đó, là mọi người đã nắm rõ câu hỏi đấy. Cảm ơn câu trả lời của Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo, thưa thầy cho em hỏi, siêu âm Doppler động mạch thận đo ở bao nhiêu vị trí? Động mạch liên thùy thì đo ở ba cực thận hay chỉ đo ở một cực giữa thận ạ? Em xin cảm ơn. Thứ nhất là khi đo động mạch thận chúng ta là quy định trong phần hướng dẫn quy trình làm động mạch thận thì tối thiểu phải ba vị trí, 1/3 đầu chúng ta động mạch thận chúng ta chia từ chỗ gốc cho đến cái chỗ rỗn vẫn chia thành các nhánh, rồi chia thành ba đoạn 1/3 gần, 1/3 giữa, 1/3 xa, để tối thiểu phải có ba cái vị trí đó, ba vị trí đó. Và ngoài ba vị trí đó, bắt giờ chúng ta bắt gặp một cái vị trí nào đó có hình ảnh loạn sắc, tức là vận tốc giá cả tăng cao, thì chúng ta phải đo thêm cái vị trí có hình ảnh loạn sắc như thế nữa. Nếu có hai vị trí chúng ta đo hai vị trí, nói chung bất kỳ những cái vị trí nào trên động mạch thận có hình ảnh loạn sắc chúng ta phải đo. Đó là về động mạch thận. Còn các cái động mạch trong thận thì buộc lòng chúng ta như về câu hỏi vừa rồi, câu hỏi trước và vừa rồi là chúng ta phải đo ở các cái phân nhánh ở các cái cực trên, thì giữa, thì dưới, thì sau. Phần hết cả câu trả lời. Dạ, cảm ơn câu trả lời của giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân. Câu hỏi tiếp theo và cũng là câu hỏi cuối của phần thảo luận ngày hôm nay. Thưa thầy cho em hỏi, siêu âm tĩnh mạch thận thì làm như thế nào ạ? Siêu âm tĩnh mạch thận thì thường cái dòng chảy trong tĩnh mạch thận là thấp hơn so với dòng chảy trong động mạch thận. Như vậy thì nhất về mặt kỹ thuật chúng ta sẽ cài đặt cái thông số nó Doppler thế nào đó để mà khảo sát cái vận tốc dòng chảy nó thấp hơn, tức là bằng kỹ chỉ số tần số lặp lại xung PRS hoặc là scale hoặc là kích thước vận tốc trên kỹ một màu chúng ta thấy giảm thấp xuống với cái vận tốc trung bình khoảng từ quanh quanh 8 đến 10 cm giây là dòng chảy thông thường của tĩnh mạch. Và quy trình khám chúng ta cũng vậy, khám các cái tĩnh mạch từ xuất phát từ bên trong thận đi ngược ra cho đến các cái tĩnh mạch hợp lưu, dần các cái hợp lưu của cái tĩnh mạch giãn thùy và tĩnh mạch thùy, rồi cái tĩnh mạch thận chính và cho đến khi nó hợp lưu đổ vào cái tĩnh mạch chủ dưới. Như vậy thì chúng ta cũng vậy, chúng ta sẽ khảo sát 1/3 đầu của tĩnh mạch thận, 1/3 giữa, 1/3 xa của cái tĩnh mạch thận. Về bệnh lý chúng ta sẽ khảo sát những cái bệnh lý thường gặp của tĩnh mạch thận, nó gồm có gì? Huyết khối tĩnh mạch thận có thể là bắt gặp với do động tĩnh mạch, do tình trạng những cái bất thường động tĩnh mạch bên trong, hoặc là do chúng ta hình ảnh là do động tĩnh mạch hoặc là bất thường động tĩnh mạch. Đó là những cái bệnh lý chúng ta thì bắt gặp bên trong tĩnh mạch thận. Ngoài ra còn một cái nhóm bệnh lý nữa là phân tĩnh mạch thận nên ít hơn, ít gặp hơn. Thế vậy thì khi khảo sát tĩnh mạch thận chúng ta nên chú ý về cái kỹ thuật. Kỹ thuật thông thường là khảo sát cho dòng chảy vận tốc thấp và các cái vị trí các là phù hợp với cái vị trí nhập khẩu của cái tĩnh mạch thận. Tương tự trên đường đi, nên là tĩnh mạch thận trên đường đi nó đi cùng với đường đi của động mạch thận, tương ứng với các cái vị trí bên trong thận, bên ngoài thận. Như vậy thì cái vị trí đặt cầu do chúng ta cũng thế, sử dụng các cái vị trí đặt cầu do giống như động mạch thận vậy, tại vì nó song hành với nhau, động mạch thận và tĩnh mạch nó song hành, nó đi cùng với nhau, cho nên chúng ta cái hướng cắt đầu do cũng tương tự như là như động mạch thận. Xin hết. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân về những chia sẻ với rất nhiều kiến thức bổ ích. Kính thưa quý bác sĩ, phần trả lời câu hỏi vừa rồi đã khép lại buổi cuối của chương trình phần 5 với chủ đề siêu âm Doppler động mạch chủ và động mạch thận của chuỗi hội thảo trực tuyến do Chi hội Siêu âm Việt Nam phối hợp cùng GE Healthcare tổ chức. Đối với các bác sĩ đã đăng ký cấp CME,
À, các bác sĩ hãy dùng phần mềm để quét mã QR để mà mở link làm bài test. Hoặc các bác sĩ hoàn thành các câu hỏi lượng giá qua email mà ban tổ chức sẽ gửi trong hôm nay. À, một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư Nguyễn Phước Bảo Quân và kính chúc thầy luôn mạnh khỏe. À, thay mặt ban tổ chức cũng xin cảm ơn quý bác sĩ đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý bác sĩ trong các phần họp tiếp theo. Kính chúc quý bác sĩ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin cảm ơn.